Dạ, mọi người đang nhìn thấy đấy, đây là những cái hội đua ghe tại khu vực này. Đấy. Cũng như là bây là ban quản lý tại khu vực này. Mới đua cho mọi người 8 giờ đua khoảng 1 tiếng gì đấy. Bây giờ mình cùng đi lên bên trên này nhá. Thì bây giờ mình cùng qua bên này, mình đứng cùng với bà con mình quan sát đua ghe nha mọi người. Chắc là clip trước thì Hải cũng có đi dạo, thì bây giờ thì mình cùng đứng tại khu vực này để quay xem bà con nè. Để lại nước ra, có người múc nước ra.
Thank you.